Xin chào mọi người. Quẩy chút music nhỉ, xin tí nhạc. Từ từ. Vào Facebook kia sẽ tắt á. Chưa nhìn thấy ai cả. Chào mọi người nhá. Có 9 người đang xem rồi. Xin chào mọi người. Chào ra nhá. Chào em, chào tất cả mọi người. Xong được nhỉ? Chào Cộc Linh. Chào mọi người, chào em. Đợi anh chút. Chào Chanh Dây nhá. Tóc dài ra được một tí rồi này. Chào Abby, chào Tư Thảo. Mọi người ăn cơm hết chưa? Đợi tí mình đang bật nhạc. Chào Thanh Hương nhá. Chào Lê Thảo. Chào Hiền. Mọi người có muốn hỏi thì không, mình trả lời. Chào Lai nhá, anh nhớ em, nhớ quá. Lâu lắm không nói chuyện với mọi người rồi. Bởi vì dạo này anh phải nuôi tóc để cho tóc nó dài ra cho đẹp dài. Bọn nó kỳ thị anh là không được vuốt tóc em ạ. Cuộc sống sinh viên thế nào hả anh? Anh thấy cuộc sống sinh viên thì nó cũng nhiều cảm xúc em ạ. Có lúc vui này, lúc buồn này. Nhưng mà anh thấy cảm xúc ấy là nhiều. Nhưng mà cảm giác là mình chỉ chơi được với một nhóm người thôi. Bởi vì cái lớp ở đại học ấy nó rất là đông. Một lớp của anh khoảng 100 người. Mà anh chỉ chơi được nói chuyện với tầm bao nhiêu người nhỉ? Tầm 7-8 người. Còn lại cả lớp thì gọi là xôi xao thôi. Anh có bí quyết giảm cân gì không? Mình có cái clip giảm cân ở trong cái phần clip ấy, mọi người vào xem ấy. Hôm đấy như mặc cái áo màu màu tím tím mận mận. Anh không đi chơi Trung Thu hả? Ở nhà phá đảo thế giới hào hả anh? Hôm qua anh đưa em anh đi chơi rồi. Còn bạn anh thì chắc là ngày mai bọn nó về đi chơi. Mai chắc hẹn nhau đi chơi sau. Anh để tóc vậy hiền quá. Chào Minh Ngô nhá. Giảm béo như nào hả bạn? Giảm béo thì trước tiên là bắt buộc bạn phải giảm cái năng lượng mà bạn nạp vào thì bạn mới giảm được béo. Sau đó bạn rèn luyện tập thể dục thể thao vào thì nó sẽ vừa giảm được cân, vừa làm cho mình khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Anh ơi, tập gym, tập bụng bao giờ có múi hay anh? Với bụng nhiều mỡ là mí. Cái tập bụng này này mình thấy là nó rất là khó lên bụng. Tập bụng rất là khó lên nhất ấy. Với cả khi mà mình gập bụng ấy hay là gì đấy thì nó chỉ giúp tăng cơ thôi, chứ nó không làm giảm mỡ bụng của mình đâu. Mà mình phải chạy, mình phải chạy thì nó mới giảm được cả mỡ bụng. Sao lại không thấy nhỉ? Mưa to quá anh Tuân ơi. Ngoài Hà Nội trời đẹp lắm ạ. Anh Tuân đẹp trai quá, nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn em nhá. Chào Hoa. Chào Khánh Linh nhá. Mọi người hỏi lên nhiều lên mà mình sẽ trả lời hết tất cả mọi người. Nhớ người yêu cũ thì làm thế nào hả anh? Cái này gọi là đơn phương người cũ à? Anh nghĩ nếu mà cả hai người ấy, nếu mà thực sự là chưa rất là tình cảm với nhau thì quay lại cũng được. Còn nếu mà em vẫn còn nhớ người kia mà người kia có người mới rồi thì tốt nhất là em nên dứt, bởi vì cái tình này là cái tình mà không bao giờ kết thúc có hậu. Nói chung là không nên yêu lại một người hai lần đâu em ạ. Chào Thiên nhá. Chào Như Ngọc. Mọi người ăn cơm chưa? Lâu lắm mới thấy mặt. Dại ở ẩn rồi. Khó nhìn mặt quá. Anh ơi, bao giờ làm vlog nữa ạ? À, cái clip gọi là clip làm nhảm nữa, gọi gì vlog em. Thì chắc là tầm tuần sau anh sẽ làm. Tuần sau anh làm lại về chị bầu. Bởi vì clip này chắc là clip cuối cùng làm về chị bầu rồi. Bởi vì chị bầu sắp đi du học rồi. Tuần sau chị bầu đi du học rồi. Buồn. Tự nhiên kiểu trong người mình cảm giác kiểu nó hụt hẫng lắm. Kiểu chị gái mình kiểu 18 năm kiểu nó gắn bó mình kiểu
gần như là kiểu cả một quá trình, cả một cái cuộc đời mà mình nghĩ là lúc nào cũng phải có chị. Tự nhiên bây giờ chị đi rồi thì rất là buồn. Buồn nhiều hơn vui ý. Chào mọi người nhá. Anh ơi, anh cười nhiều thế, lúc nào anh cũng tương tự thế này hả? Không, anh không tương tự nhiều này đâu. Anh chỉ tương tự cho những cái người mà bạn bè của anh là một này, những người đồng trang lứa này, những người vui tính này, hay là những cái người mà mình cảm thấy mình gần gũi được. Còn khi mà đứng trước những cái người lớn tuổi, hay là những cái người mà người ta yêu cầu cần tử tế ấy, thì mình phải nghiêm túc, mình phải tỏ ra là mình cũng tôn trọng người ta, chứ không phải mình tư tưởng để đối tượng mình dở hơi đấy em ạ. Vui tùy từng lúc thôi, vui thôi đừng vui quá. Anh có mấy chị em ruột? Anh có hai chị em, anh chị em ruột thôi, là chị bầu với cả anh. Chị bầu đi du học ở đâu hả anh? Chị bầu đi học thạc sĩ ở bên Tây Ban Nha em ạ. Đi mấy năm liền, buồn vãi đái. Kiểu cũng chẳng bao giờ nghĩ là sẽ đến cái lúc mà phải hai chị em phải rời ra xa nhau ấy. Nó như kiểu một cái mảnh ghép gì đấy của mình. Nhưng mà mặc dù kiểu mình với cả chị mình kiểu tính cũng hợp, đợi nhau tí, đợi tí nhá. Mình với cả chị mình tính cũng không hợp nhau lắm. Đóng cửa rồi. Anh tưởng là phù thủy các kiểu, cái kiểu clip lần trước. Ôi, anh vuốt tóc lên đi. Thôi hôm nay kiểu để tóc thôi cho nó hiền. Vuốt tóc kiểu hại, bọn nó bảo kiểu hại da đầu lắm. Anh đứng lên cho em xem kỹ ngoại hình đi. Thôi, anh đang mặc kiểu quả quần đùi này, chỉ mặc áo kiểu ngụy trang thôi, còn đang mặc quần đùi. Sao môi anh hồng thế, son à? Đâu em thì có son đâu. Nè, kiêng tỉ lần chả có cái màu gì. Nè, kiểu nó bị hồng ấy. Kiểu nó bị làm sao thì gọi là bị bệnh hồng ấy. Anh để tóc này hiền. Cảm ơn em. Anh có học buổi chiều không? À, anh không học buổi chiều, anh chỉ học chính buổi sáng thôi. Chuẩn bị sang kỳ 2 chắc là anh học chiều. Sang kỳ 2 chắc là học quân sự buổi chiều em ạ. Chào Khánh nhá. Chào Liên. Gối ôm đẹp này. Đây là kiểu gối chị bầu mua cho này. Chào bầu nhá. Chị bầu đang ở trong miền Nam chơi đấy. Chơi nốt tuần rồi đi. Cảm ơn bầu quả gối mẹ rất là màu kinh khủng khiếp. Đồng hồ của anh Tun đeo cực đẹp. Cảm ơn em. Bán hàng kiểu có tâm mà em. Em ơi răng xấu vãi. Xấu được, đẹp được. Đẹp trong mắt tùy từng người. Anh đang bật nhạc ấy. Anh Huy chào em đi ạ. Chào em nhá. Mũi anh to thế. Kiểu mình hồi xưa kiểu toàn bị kỳ thị với quả mũi to, kiểu to kiểu quá khổ ấy. Nhưng mà hình như là kiểu mũi to là giàu à. Bác bật nhạc Việt à. Không đi với bố mẹ à? Không, anh không đi với mẹ, cho bố mẹ chơi mình. Bầu ăn cơm cho bầu. Anh có dùng Instagram không? Anh có. Instagram của anh là tunphạm97. Với cả một cái Instagram bán đồng hồ là đồng hồ giá rẻ, viết tắt là đồng hồ giá rẻ. Mọi người muốn nghe bài gì mình bật cho mọi người nghe. Chào Vân Anh nhá. Anh nghĩ sao về đại học năm nay? Đại học năm nay tức là sao? Em muốn hỏi về cái là thi đại học năm nay hay là mình đang học đại học năm nay mình cảm thấy thế nào? Mặt anh là vuông hay tròn? Kiểu tròn tròn vuông vuông méo méo, chả ra cái thể thống gì cả. Mặt anh là kiểu gương mặt lố bịch. Và xem không? Sao anh không đi nâng mũi? Không, anh chả nâng mũi đâu. Mũi này kiểu cho nó đẹp, cho nó khác bọt. Nâng mũi kiểu ai giống ai, nhìn như mấy con búp bê vẽ hỏng ấy. Chào Quỳnh Đoàn nhá. À, anh đọc được comment của mèo. Đây, đây là cái con mà con kiểu con bé rửa bát. Anh nhớ em không? Anh có nhớ. Tốc độ nói của anh thật đáng nể. Mọi người mà kiểu mà muốn nói nhiều như mình hay với cả nói nhanh như mình thì có thể đến lớp nói chuyện riêng rất là nhiều. Và mình đến lớp nói chuyện nhiều lắm. Nói kiểu không ngừng nghỉ luôn. Năng suất kiểu không bao giờ cạn kiệt.
anh mua kính ở đâu thế? Kính này anh mua ở trên Bà Triệu ấy, mấy cửa hàng kính mắt ấy. Em vào mua thoải mái, em chọn cả thế giới kính cho em chọn luôn, em đeo đoạn nào có. Cho em xem ảnh chị bầu đi anh. Facebook chị bầu là Phạm Mỹ Linh, chữ Mỹ là y ngắn ấy, em vào em tự xem ảnh. Còn anh không có ảnh chị anh. Bí quyết giảm cân của anh là gì? Bí quyết giảm cân của anh là có cái clip ở trong cái album ấy mọi người, vào đấy mọi người sẽ có xem được cái clip đấy là mình giảm cân như thế nào. Đồng hồ của tôi rất đẹp, cảm ơn Ngân nhá. Anh Tun Tattoo. Kiểu mình thích kiểu xăm trổ hổ báo ở đây này cho đẹp ấy, nhưng mà mình nghĩ là kiểu sở thích nó chỉ là rất nhất thời thôi, còn về sau nếu mà chẳng may hối hận thì nó không kịp ấy. Chào Trang Him nhá. Bài gì vậy anh? Bài đắng của Binz em ạ. Hay cực kỳ luôn. Hay dã man luôn em ạ. Tun chả thấy comment của mình. Mình có. Chào Bích Ngọc nhá. Chào Bò Huế. Mọi người có, mọi người hỏi thì mọi người hỏi tiếp đi. Kiểu môi kiểu lúc là hồng kiểu mọi người tưởng đánh son ấy. Nó hồng tự nhiên này. Hồng thì trong, hồng ra ngoài. Kiểu bị hồng ấy. Khổ vậy. Kiểu môi hồng kiểu nó kiểu kỳ thị kiểu môi hồng vậy. Chào em. Sao kiểu đi lông mày ấy. Xong cũng là bảo là kè mắt à, chả có kè cái gì cả, có bôi son bôi xẻo. Anh ơi anh nói về Sóng Trẻ Festival đi. Em ơi em nói về Sóng Trẻ Festival đi. Xin lỗi chị bởi vì năm ngoái kiểu nhà trường tổ chức nhưng mà em không đi nên em không biết nhận xét gì cả. Nên em chỉ thấy mấy cái đứa lớp em nó rất là kiểu nó cuồng Sóng Trẻ, nên em thấy chắc là Sóng Trẻ là một cái gì đấy nó rất là vui vẻ. Anh Tun yêu ai chưa? Anh Tun yêu rồi, yêu hai lần rồi. Xong rồi bây giờ kiểu chán yêu rồi, chả yêu nữa, cảm thấy học hành. Yêu là cái gì? Làm gì phải yêu cả. Mở bài gửi anh xa nhớ, ok. Anh xa nhớ thì chào Tùng nhá. Anh Tùng cận mấy độ? Anh cận gần 5 độ rồi em ạ, à. Cả kính mẹ dày như cái đít chảo rồi. Anh á chán lắm, anh má rai, anh lên làm ca sĩ. Chào anh chị đi, kính chào anh các anh chị đi. Em chào anh chị. Ăn cứt không? Không. Cứt để cho ai ai hỏi người đấy ăn. Anh sinh năm bao nhiêu vậy? Anh sinh năm 1997 em ạ. Anh có thích K-pop không? Có, hồi xưa thích nghe nhạc Big Bang lắm, với cả Chuyên Hoan nữa. Có đâu chả. Còn đâu kiểu các nhóm khác kiểu mình không nghe nhiều lắm đâu. Chắc anh uống rồng đỏ nhiều nên môi hồng. Không, mình kỳ thị kiểu nước có ga lắm, uống nước có ga nó sẽ bị hỏng người. Nhưng mà chị bầu ấy, cái uống nước có ga nhiều cái khủng luôn, cả tủ em mở ra toàn Pepsi cả ấy kìa. Anh có thấy tai nghe iPhone 7 vô dụng không? Không, anh nghĩ là kiểu mỗi cái nó có một hay một kiểu, nó hay thì nó mới sáng tạo ra chứ. Anh đi học hu kệ mẹ anh, em không xem nữa tại anh ý. Anh đọc vừa rồi em xem tiếp đi em ạ. Chào em nhá. Chào Lan Anh, có nhớ Lan Anh. Anh Tun có lông mũi không? Hình như là không có. Không có lông mũi nhưng mà ai chả có. Chào cả con nhá. Bí quyết trắng răng. Đánh răng thường xuyên với cả mình hay kiểu lấy cái vỏ chuối mình. Mọi người kỳ và cái răng nó sẽ trắng lên rất là nhiều. Mà chăm chỉ vào. Anh sinh năm 97 á, em không tin chắc phải 93 93 là chị anh thôi, còn anh sinh năm 97 thôi. Năm độ mù con mẹ rồi. Kiểu, ông ạ, à, tôi vẫn nhìn thấy cái cuộc sống này nó bằng con mắt màu hồng, nên là tôi không thể mù được. Trông mặt bim bím mà vẫn đẹp trai. Mặt bim bím là mặt bị làm sao? Mặt bim bím là làm sao? Anh có đi Martin Garrix không? À anh không. Bác anh là kiểu nhà tài trợ chính cho cái chương trình này nhưng mà cho anh vé anh không đi.
bán lại rồi. Chào em nhá. Chị anh tên gì? Chị anh tên là Bầu. Tên thường gọi ở nhà tên là Bầu Chó. Tên thật tên là Phạm Mỹ Linh. Cũng năm thưa chốn đâu. Vừa thấy anh dừng xe quay clip chửi mấy bạn đi bắt Pokemon Go. Em thấy anh ở chỗ nào ấy? Thấy anh chắc là ở trước cổng giám à? Bài hay nhở? Bài này tên là bài Trên Dòng Thời Gian của anh Kha. Hay lắm. Nghe nó kiểu nó tình cảm. Chào Nguyễn Nhật Thái nhá. Anh đọc rồi. Chào Ken Julien. Tên mọi người kiểu hay nhỉ. Còn nghe tên kiểu tên mình tên Tun kiểu nghe như tên con chó vậy. Mà thôi bọn nó cũng hay gọi mình là con chó Tun à. Hát bài gì mọi người muốn hát bài gì? Chào Trang Châu nhá. Hát đó. Kiểu nó thảm họa cái nền âm nhạc thì làm sao có chửi tôi không. Anh live stream bằng cái gì thế ạ? Anh live bằng máy điện thoại bình thường thôi. Anh Tun dạo này béo thế. Béo được. Béo cho kiểu nó có nghiêu. Chào Khánh nhá. Chào Duy Khánh. À Khánh Duy. Chào Trường Giang nhá. Sao đang nghe vô. Chào bạn. Bạn tên tiếng Nhật con mình không chào lại được. Anh Tun có tóc mới. Dạo này kiểu anh đang cố nuôi mái xong rồi để kiểu cho nó đẹp đẹp. Cho nó xịn sò. Chi thế kỷ niệm là những chuyện. Mình hát chán lắm mọi người ạ. Hát kiểu nó cứ tầm tầm. Kiểu ai kiểu nghe kiểu mình cũng tưởng cái giọng mình kiểu nó nghe nó cũng kiểu ấm ấm ấy. Tưởng mình nó hát hay lắm nhưng mà mẹ thảm họa mẹ kinh khủng. Mình hát thì anh hát chán lắm. Con này cũng phải gật đầu vậy. Hát chán quá con em phải gật đầu ạ. Chào em nhá. Chào Bảo Hân. Mọi người có muốn hỏi gì đâu, mọi người hỏi tiếp thì mình sẽ trả lời tất cả mọi người. Đây là cái gối ôm chị Bầu tặng. Chị Bầu bảo là chị muốn tặng em cái gối ôm màu chóe để cho em nhìn thì gối ôm em sẽ nhớ đến chị. Yêu Bầu phết đấy. Cảm ơn Bầu cỏ gối ôm nha, nhưng mà cũng ôm mãi đấy. Chị Bầu là hoa hậu Mỹ Linh à. Bầu nhà mình mà được làm hoa hậu Mỹ Linh. Xấu tính xấu người xấu cả nết. Có mà được làm không? Thương anh Tun lắm luôn à. Anh làm gì mà em thương anh. Chào Huy Anh nhá. Anh tập gym bao nhiêu lâu rồi anh? Anh tập được khoảng gần một năm rồi. Anh tập từ lúc thi đại học xong. Tập khoảng một tháng. Chào Thùy Dương, Phan Nguyễn nhá. Anh cận mấy độ rồi? Gần 5 độ rồi. Anh ở nhà một mình ạ. Đây anh ở nhà với con này. Con này đang ngồi bên cạnh anh. Mai em phải làm thế nào để qua môn hả anh? Mua quả phao kiểu 7.000 photo ngoài trước cổng trường ấy. Bé tí này đút túi ấy. Giáo viên kiểu lờ đi kiểu giờ ra quay luôn. Mà chả hiểu sao nhá, mình kiểu chuyên môn kiểu đi thi bị ngồi bàn đầu. Chả khó chịu vãi. Chưa môn nào được ngồi bàn sau luôn. Mà dù cái tên Huy đó ở giữa danh sách. Kiểu khó ở vãi. Anh học khoa nào báo chí thế tiền bối? Anh học báo truyền hình em ạ. Các bạn hỏi anh có thích hôn không kìa? Có chứ, ai thích hôn? Mới tôi chả có ai hôn thôi. Sao anh trắng thế? Chắc là do cái đèn trắng đấy, không phải do anh trắng đâu. Sao anh chẳng chào em thế? Chào em. Mọi người kiểu có muốn hỏi gì không? Hỏi về cái gì được kiểu gia đình này, các thứ vân vân mây mây này. Hỏi cái gì kiểu mình mà nói được thì mình sẽ kiểu chia sẻ của mọi người ấy. Anh dạy em bé kia làm việc nhà hả anh? Tều vãi, ngoài mũi đi anh. Ngoài mũi. Thôi không chu mỏ thì nó hãm ai. Trong nó cứ hãm tài lìn kiểu gì. Ừ nhá, tôi đi học chán cực phải làm sao bây giờ? Đi học thực sự là chán hay không là kiểu cũng một phần là do bạn bè ở lớp, thứ hai là một phần do áp lực từ việc học hành các thầy cô, thứ ba là từ áp lực từ gia đình. Nhưng mà nếu mà mình biết dung hòa những cái đấy lại với nhau mà mình tạo nên cuộc sống của mình thì nó sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mặc dù mình
nhiều lúc mình chẳng thích học đâu. Thật sự mình chả bao giờ mình thích học cả. Anh có thích con trai không anh? Có thích hết, thích tất cả mọi người, ai anh thích. Thích hết tất cả mọi người, ai anh thích. Thích cả thế giới, ai yêu. Ghét mỗi đứa mình ghét thôi. Thử bỏ kính ra đi. Bỏ kính ra kiểu mắt nó dại lắm. Thôi không bỏ kính đâu. Anh ơi, em có đứa bạn thân nhưng muốn kiểm chứng lại thì phải làm thế nào bây giờ? Kiểm chứng bạn thân á? Anh bây giờ anh không dám liều để anh kiểm chứng bạn thân anh đâu. Nói chung là mình chơi được thế nào thì mình cứ chơi thôi em ạ. Không phải gì phải kiểm chứng, có khi kiểm chứng xong mình mất cả bạn đấy. Đấy là không phải kiểm chứng gì cả. Mình cứ sống sao là không để người ta lợi dụng mình. Vui vẻ với nhau để chơi, tôn trọng nhau chơi. Ba tiêu chí đấy mình có thể làm bạn được. Chứ không phải gì em phải thử cả. Người ta không làm gì em, không phải gì phải thử. Giống em xem mấy clip trên mạng ấy, thử người yêu với cả thử bạn bè thì xong rồi thì cũng mất hết. Mình sẽ nhìn thấy cái bộ mặt của người ta. Cái đấy không phải là kiểu người ta muốn làm thế đâu, nhưng mà khi mà rơi vào cái hoàn cảnh ở đấy thì người ta sẽ phải làm thế. Anh chỉ hỏi là đại học sân khấu điện ảnh lấy bao nhiêu điểm và thi có khó không mà anh chẳng trả lời em. Anh có học sân khấu điện ảnh đâu, anh học báo chí em ạ. Anh nay ở đâu đấy nhờ? Anh ở phòng anh đấy nhờ. Dạo này béo hơn à? Chắc là vậy. Nhưng mà cân nó chẳng tăng đâu, chắc là không béo lên đâu. Bị cảm giác, mọi người đang bị cảm giác. Sao mặt anh không có mụn thế? Chắc là kiểu cái này là do kiểu gen di truyền nhanh rồi, cả nhà anh chả ai có mụn cả. Nhiều người nó kiểu bị do cơ địa với cả nó do kiểu do gen ấy. Kiểu bố mẹ mình mà bị thì mình cũng bị thôi. Anh làm trung thu F3 ở nhà thấy. Nhà đê thánh ơi. Thôi vấn đề trung thu ở nhà kiểu nó hơi nhàn với cả nhiều người làm quá rồi mấy cái ở nhà các vân mà mây mây trở lại đấy. Không, anh đang ôm gối ôm chị bầu tặng. Tuần sau chị bầu đi du học rồi, thế là anh lại phải ở nhà một mình. Tuna dạo này bạn không làm clip mà. Có chứ, tuần sau tôi làm. Dạo này cuộc sống của tôi nó kiểu nó hơi kiểu bị nhuộm một mảng đen tím mà tôi phải cân bằng lại cuộc sống của tôi mới ổn được không ạ? Anh đánh son à? Đây là lần thứ 15 trả lời câu hỏi này là không đánh son à. À. Nó hồng từ trong hồng ra rồi. Mặt anh không bao giờ nghiêm túc. Nghiêm túc mà cứ hám hám ấy. Em yêu anh Thùng, cảm ơn em nhá, bắn tim này. Bắn tim cho em. Bắn tim nhá. Anh học trường gì thế? Anh học học viện bóp chết và thủ tiêu em ạ. Là học viện báo chí và tuyên truyền. Anh Tuân ơi, em không có mụn mà sao? Bố mẹ em không có mụn mà sao em nhiều mụn quá Tuân ơi? Thì đấy chắc là do anh bảo là do cái cơ địa của mỗi người thôi. Tốt nhất là em không nên ớt, bởi vì mỗi lần kiểu anh đi ăn phở hay ăn bún miến thì đấy mà anh ăn nhiều ớt quá. Về sau, mấy hôm sau nó sẽ mọc một quả mụn to đùm. Này người ơi, yêu mình anh được không? Yêu không? Yêu mình anh được không? Này người ơi, yêu mình anh được không? Không không không. Anh ơi cho em hiểu. Em hỏi bí quyết làm răng vẩu đúng chỗ đi anh. Răng vẩu đúng chỗ là kiểu là sao? Chả vẩu. Cái vẩu là sao mà vẩu được, cần vẩu đúng chỗ. Mặt mình nó, mặt mình cáu nó vẫn hiền. Nghiêm túc nó vẫn hiền, kiểu gì nó vẫn ra kiểu ngu ngu ấy. Sao tóc hôm nay của anh xấu thế? Tóc anh đang trong giai đoạn mọc tóc rất là kinh tởm. Thông cảm, bỏ qua cho quả tóc. Nhìn mắt để nói chuyện. Cứ tân tiện xong sau này lên truyền hình nổi tiếng quá quên hết mọi người. Mình không bao giờ có chuyên mục có tiếng quên mạng. Mọi người hỏi bạn mình sẽ nếu mà ai quen mình có thể hỏi. Lúc nào kiểu mình cũng như này thôi. Chả có tiếng gì cả. Chỉ coi mọi người là bạn bè thôi, chả coi ai kiểu hâm mộ mèo như đâu. Chúng ta là bạn bè mình đang nói chuyện. Này ông tăng động hơn mọi hôm. Vừa ăn cơm xong làm hộp sữa chua. Tức là kiểu bây giờ nó dư thừa năng lượng quá. Phải nói bớt cho nó tiêu hao năng lượng. Lông mày đậm nhìn như sâu róm. Sâu róm.
hai con sâu lốm. Sâu lốm đang bò màn hình này. Chào Lan nhá. Kelly Lan, chào chị. Chị bầu đi đâu thế ạ? Chị bầu hiện giờ đang ở trong miền Nam chơi em ạ. Thứ năm chị bầu ra xong rồi tuần sau chị bầu lại đi du học rồi. Chị bầu đi du học bên Tây Ban Nha. Và anh sẽ là con người ở nhà một mình với bố mẹ. Chứ các bạn anh học có vợ đúng không? Đúng rồi, anh học có vợ. Đấy là kiểu người thầy dạy dỗ anh ấy. Cô Phượng chỉ là người đầu tiên cho anh học sinh giỏi em ạ. Cả cuộc đời anh chưa biết học sinh giỏi là gì, từ khi gặp cô Phượng anh đã được học sinh giỏi. Nhưng mà đừng nghĩ xấu cô nhá, đừng nghĩ anh đút lót nhá, bởi vì anh cố gắng thực sự ấy. Chị bầu đi du học mấy năm anh? Chị bầu đi du học 2 năm em ạ. Học 2 năm xong về. Chị bầu học xong về chắc là đi cưới chồng. Cảm giác chị đi cưới chồng nó buồn vãi. Chị đi cưới chồng rất là lại ở nhà mình. Bài vui à? Chào Tuấn Anh chị nhá. Thích ông ghê, nhoi nhoi vắt cả đái, ai vắt cả lời. Kiểu ông mà được học với lớp cùng tôi ấy, ông sẽ được kiểu trải qua cái cảm giác mà tôi mẹ tôi thu họ cái gì gọi là chả biết là cái gì kiểu đấy, kiểu là tụ tập bạn bè nhóm ấy, tôi sẽ nói chuyện với tất cả mọi người nghe, mọi người sẽ bàn thảo cái gì đấy thôi mà cười mẹ cười lăn cười lộn trên lớp. Đi học vui lắm, lúc nào đi học vui cả. Anh cưới vợ đi anh em ơi, kiểu học hành đã, học hành kiếm tiền đã thì mới lo được cái tình yêu. Anh tôi cưới vợ đi, mình phải học hành xong rồi xong xuôi tất cả mọi thứ, xong công việc ổn định nữa thì mình mới lo yêu đương gì để yêu. Bởi vì mình nghĩ đấy, cái tình yêu không thì không đủ, mà nó còn phải nhiều lúc cái đồng tiền ấy nó rất là quan trọng. Về sau kiểu không có tiền thì con cái kiểu gì, không có tiền thì làm sao hạnh phúc được, không có tiền thì làm sao mà ấm no được. Nên ra mình phải học để kiếm tiền. Chị bầu học ngành gì thế anh? Chị bầu định chọn là một là học về thạc sĩ truyền thông, hai là học về thạc sĩ quản trị khách sạn em ạ. Cho hỏi cảm nhận về mấy môn đại cương lắm nhất đi anh. Một câu ơi, đại cương học như đây là, đây chỉ là môn đại cương này. Chán quá. Em thích đi thôi chứ không thích học. Mình có bao giờ thích học không? 13 năm chả ghét gì, ghét môn học thôi. Đang học căng thẳng chán đời, xem live tuôn thoải mái hẳn ra, yêu quá. Cảm ơn nhá, cảm ơn mọi người đã kiểu quý mình. Xinh như con gái. Con gái con ghẻo là cái gì ở đây? Anh ở đâu ợp đi anh? Ợp thì em ở đây, đây, đây là kiểu buổi ợp rồi. Cái gì thế? Anh ơi cho em hỏi, em lỡ nói ra một điều mà muốn rút lại sửa lời nói thì ấy thì lên thì nên làm gì anh? Bút xa gà chết em, lời nói ấy mình đã nói ra rồi thì mình không rút lại được. Chỉ có mình sửa lại là mình chứng minh bằng hành động. Còn bây giờ mà em nói thế này rồi, em nói lại lời khác thì người ta chẳng tin. Ví dụ mà em bây giờ em nói thẳng mặt người ta là tao ghét mày vãi. Xong lúc sau em lại đi nói với người khác là xong lúc sau em có người khác gì đấy nói với nó, xong em bảo đùa ấy, tao quý mày. Nó không bao giờ tin em đâu, em phải chứng minh bằng hành động. Thanh niên chuyên đi nói xấu chị là quái vật, giờ chị lấy chồng lại kêu buồn. À chị tôi chưa lấy chồng nhá. Tức là mình muốn bảo là chị mình mà đi du học về xong chắc chị mình cũng đi lấy chồng luôn. Chứ không phải là chị đi lấy chồng. Chào Thu Huyền. Xem anh lại tuyển ra. Anh học khoa nào của báo chí đấy, anh đợi em nhé anh. Ok, anh sẽ đợi em. Nhất định anh sẽ đợi em. Anh học khoa báo truyền hình. Tun tử đánh ghen kiểu con gái đi em. Thôi em hiền lắm, em có biết kiểu đánh ghen cái kiểu đâu. Dạo này ít nói bậy quá nhỉ. Mọi người thông cảm nhé. Một đằng là kiểu mình đang nói chuyện với rất là nhiều người nên mình không thể nói bậy được. Mặc dù kiểu mình cũng là một con người kiểu cũng hay nói bậy với bạn bè, nhưng mà người lớn thì tuyệt nhiên không bao giờ. Bởi vì mình thấy cái cảm giác kiểu nói bậy ấy, với bạn bè nó vô cùng thoải mái, cảm giác gần gũi hơn này. Xong rồi cảm giác kiểu bạn bè nó sẽ thân thiết hơn. Nó không bị một cái khoảng cách gì đấy. Suốt ngày kiểu ông ơi, tôi cái này, tôi thế nọ.
bạn ơi tớ thế này thế nọ, xong rồi vân vân mây mây, xong rồi chả gì. Mình cảm giác kiểu thấy nó cứ kiểu túc cái giả tạo của gì ấy. Nó là bạn ơi tớ nhé. Hả? Anh ơi anh có người yêu chưa anh? Anh chưa có người yêu. Anh chỉ chả biết nói gì. Chưa có, chỉ biết chưa có người yêu. Chào Nguyễn Ngọc Anh nhá. Sao giờ anh trắng thế ạ? Đây là kiểu mùa hè này. Nó còn đen đi hàng tỷ lần rồi ấy các mọi người ạ. Đen vậy. Này nhìn thấy không? Bởi vì nó đi nắng nhiều quá, da kiểu da mùa đông kiểu nó lại trắng. Trắng vãi lìn, chảy sao trắng như thế. Anh dễ gần quá. Kiểu tính anh nó kiểu bị thế này rồi ấy. Anh là anh bị kiểu cái này ấy, chứ không phải anh cố tình tỏ ra kiểu gần gũi đâu. Kiểu lúc đầu kiểu mới gặp mình ấy, kiểu ai bảo mình ủa tưởng thằng này kiểu khó gần lắm, kiểu có like có lèo có cái gì đấy vân vân và mây mây, tưởng là kiêu chảnh. Nhưng thật ra là mình kiểu rất là gọi là dễ tính như phò ấy. Kén chọn thế anh, không anh có kén chọn đâu, mình có quyền lựa chọn mà em. Mà sao lại trôi lồi cho lo bên kia không ạ? À, em vuốt lên chị Yến ạ. À, đây chị nhìn tóc em đẹp không? Anh chưa có người yêu nhưng anh có người thương. Tất nhiên rồi, ai chả có người yêu đơn phương. Bọn nó có anh gọi là cái gì, crush hay crush gì đấy. Dễ thương thế mà chưa có người yêu, dối. Tin đi, bởi vì đấy là sự thật, hãy quen điều đó đi mọi người ạ. Anh có nhận mình đẹp trai không? Nói thật nhá, kiểu nhiều lúc kiểu bị ảo tưởng hay nhìn trong gương xong rồi kiểu vuốt tóc lên. Nhất là lúc kiểu lúc tắm hay soi gương mãi. Ôi đẹp trai thế nhỉ, sao tự nhiên hôm nay thấy đẹp trai ấy. Xong nhiều lúc kiểu nhìn vào gương gương không bạn, ôi mẹ xấu vãi, trong này mình xấu vãi cả đái. Sợ tôi duyên đứt đi rồi còn nối lại được không? Bây giờ nha, mình đập cái cốc này chẳng hạn nhé, nó vỡ tan nó tanh đúng không? Mình lấy cái keo hay mình lấy băng dính nó dán nó lại thì nó vẫn bị một cái mảnh gọi là vết nứt, không bao giờ nó lành lại như ban đầu được. Đâm ra là cái gì đấy thì nó sẽ không bao giờ nó lành lại đi đâu ấy. Chào Thư nhá. Bài này là bài Ai Chờ Ai em ạ. Chào Danh Công Hoàng. Nhìn anh quen quen. Anh nhìn em quen quen đấy. Kiểu như chúng mình chưa gặp bao giờ. Úi dồi, thế là biết anh đơn phương nhỉ. Thật ra thì ai chả yêu đơn phương hả em? Làm gì có ai là không yêu đơn phương một người nào đấy đâu. Nhưng mà kiểu mình chả sao mình kiểu mình ấy thích kiểu cảm giác kiểu yêu đơn phương, kiểu ngược đời ấy. Cảm giác kiểu yêu đơn phương nó không bao giờ sẽ bị phản bội. Nhưng với một điều kiện là người yêu đơn phương mình là không có người yêu. Người yêu đơn phương mình mà có người yêu thôi khỏi yêu. Chẳng có đơn phương nó phẻo mà cái đứa có người yêu cả. Thế mình thành người thứ ba. Mà người thứ ba là mấy cái đứa mà khổ nạn nhất trong cuộc đời này đấy. Nhưng mà mình thấy ấy, để mà nói cuộc tình ba người ấy, mình thấy là hai cái đối tượng mà dành tình cảm cho nhau nhiều hơn thì người còn lại sẽ là người thứ ba. Nhưng mà nếu mà nói về mặt ấy thì cái đứa mà người ta đang yêu nhận như xen vào thì mấy là khốn nạn là đúng rồi. Bởi vì những cái bọn mà khốn nạn thường nhân danh người tử tế làm những điều khốn nạn mà. Tun không đọc được hết comment à. À Mi à, lâu lắm mới gặp Mi. Có đọc được nhưng mà nhiều quá, nó cứ chơi liên tục ấy. Anh có nghe nhạc chung không anh? Anh không nghe nhạc chung. Anh đơn phương ai đấy? Ta gọi là kiểu người yêu đơn phương, còn nói ra thì gọi là đơn phương nữa. Lúc mà mình đã nói ra rồi để mình gọi là đấy, gọi là kiểu tỏ tình thất bại. Anh ơi em crush một bạn mà học khác khoa, không biết tên cũng chẳng gặp mặt. Vậy bây giờ phải làm sao để tìm được info của bạn vậy ạ? Khó quá. Mình cũng chịu rồi. Kiểu là không biết tên còn không hiểu. À có số điện thoại nhá, mọi người có thể đánh số điện thoại vào cái thanh tìm kiếm này, có thanh tìm kiếm trên Facebook, có thể sẽ ra Facebook ấy. Nói nhanh bãi trưởng cứ ngồi hóng cắn lưỡi chứ. Em cắn lưỡi làm sao được cả chị. Em nói nhiều quen rồi, ở lớp em kiểu nói chuyện nhiều quá rồi, em quen mồm rồi. Chả hiểu sao kiểu các cô các bà bảo lên đại học, giáo viên của người ta không quan tâm canh các chị đâu, các anh chị học gì kệ. Thế mà chả hiểu sao mình cũng là bị nhắc mất trật tự. Thì thỉnh thoảng tí ấy, Đức Huy đừng có nói chuyện trong giờ thầy nữa đi, thì mệt với em lắm rồi đấy.
kiểu học sinh cá biệt, tiên tiến điển hình. Anh, em hỏi anh là có nên quay lại với người yêu cũ không ạ? Nếu mà kiểu anh nghĩ là hai người nếu mà còn tình cảm với nhau thì mọi người quay lại cũng được. Nên quay lại chứ không phải quay lại cũng được đâu. Còn nếu mà hai người đã không còn tình cảm cho nhau, tức là em chỉ dành tình cảm cho đối phương hoặc là đối phương dành tình cảm cho em, mà một người chỉ thích và một người đã từ bỏ ấy, thì mình không nên tiếp tục. Bởi vì đấy là cái cuộc tình mà nó khốn nạn lắm em ạ. Chỉ là mình càng ngày càng đau khổ hơn thôi. Mình nên tìm một cái niềm vui mới thay thế cho cái niềm vui đã cũ. Nói chung là mình làm gì lâu ngày cũng thành quen thôi mà. Làm gì có cái gì gọi là không quen được đâu. Đẹp dài ừ chịu được chết mê chết mệt. Làm gì để nỗi chết mê chết mệt khổ ghê cơ. Hát á? Em mát chán lắm, chị không tin à? Em thề mát chán kinh khủng khiếp luôn. Sớm mai tình dậy tôi lạc và hư không, đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong. Nhất cái mặt dịch ra đi anh. Hey hey, hey hey, hu ha. Nói nhanh thế. Thế bây giờ kiểu mọi người kiểu lại muốn kiểu nói giọng kiểu truyền hình à? Hay là muốn nói giọng kiểu mấy ông đi họp quốc hội? Xin chào các bạn đã trở lại với bản tin chính thức. Hôm nay chúng ta đã trở lại với chuyển động 24 giờ ngày chúng tôi của hôm nay. Quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi trong suốt quá. Quên rồi, điên. Đi nhỉ. Rất chương trình kiểu mình nói một giọng khác, nói chuyện với bạn bè mình nói một giọng khác. Lúc nào mà kiểu khó chịu bực tức lại nói một giọng khác. Mình nhiều giọng lắm. À, nhiều giọng nhá chứ không phải nhiều mặt đâu. Nói thế cho mọi người tỉnh táo. Tức là mình có nói được nhiều giọng. Giọng nói giọng kiểu đằng, nói giọng kiểu này mà nói giọng kiểu ồm ồm cũng được. Mà tự nhiên kiểu bây giờ mình nói giọng kiểu kể chuyện ma mình cũng nói được luôn. Bởi vì cái giọng kể chuyện ma này nó vô cùng kiểu diễn cảm, mà mình lại kiểu hay đọc thơ diễn cảm hồi cấp 3 nữa. Hôm trước nha, kiểu đang đi với con em họ ấy, đi vào kiểu cái chỗ tối tối đi ship hàng, đèo cho đi ship hàng cùng. Thì tự nhiên mình kiểu mình nói giọng kiểu này à. Yến ơi, tự nhiên hôm nay anh nhìn thấy một cái bóng ở đằng sau lưng. Thế là nó sợ quá, nó tí ôm mình nó khóc các mọi người ạ. Tu nể ra một quần kaki jogger ở đâu đấy? Mình mua ở Bu mọi người ạ. Bu ấy, tức là quả cửa hàng bò sữa. Cửa hàng bò sữa có mặt ở Điện Phủ chẳng hạn này. Hay là ở Bà Chị cũng có, đâu cũng có. Anh nói về vấn đề nào đang nóng hổi đi ạ. Anh Bắc nhá, nói về vấn đề anh Bắc tài xế xe tải nhá. Nhưng mà anh là anh cảm thấy ấy, là cái anh Bắc này này, mặc dù theo cái lời mà ông xe kia nói là cái anh này mà không nhiệt tình để cứu giúp ấy, anh thấy nó không phải. Bởi vì người ta đã, nếu mà người ta có thể giúp hoặc người ta có thể không giúp, nhưng mà đây là người ta đã giúp mình rồi thì mình phải biết ơn người ta, mặc dù là người ta có thích hay là không. Với cả anh thấy một cái điều mà rất là kỳ lạ ở cái con người bây giờ là kiểu giúp vật thì vật trả ơn, giúp người thì người trả báo oán. À, giúp vật thì vật, đúng không? Con người bây giờ nó khốn nạn lắm em ạ. Cái mặt này đi đám ma không bị đánh hơi phí hơn vãi trường. Mặt em đi đám ma á. Ôi em không nói dối đâu, nhưng mà mấy lần kiểu đi đến mấy cái nơi là nghiêm trọng ấy, mà đi với bạn bè ấy, kiểu hay kiểu đéo làm sao là cứ nhìn mà mấy cái đứa bạn mình cứ nhìn mặt mình, xong mình kiểu cứ kiểu đang mím môi lại bảo ra ý là bảo em đừng nhìn mặt tao, tao cười. Thế mà chúng nó cứ cố tình, xong cả lũ cười loạn cả lên. Nó là trong kiểu trong mấy cái giờ học ấy, nói chuyện xong rồi kiểu giáo viên cứ hỏi xong rồi nó kiểu không cười, các bọn dở hơi cứ cười. Xong hôm trước thầy mới bảo là lớp anh thì nhiều con gái không, học báo chí con gái lắm, thì thầy bảo là thầy toàn gọi các bạn gái rồi, bây giờ thầy xin gọi mấy bạn nam, bây giờ thầy sẽ gọi hoàng tử của lớp, các hoàng tử của lớp. Xong mình đã bảo là em với thầy, em là công chúa, em không phải hoàng tử rồi. Mẹ mấy cái bọn xung quanh ấy nó cứ phím mình, thế là mình lại phải đứng lên mình trả lời câu hỏi, rất là khó chịu ấy. Hết nước rồi, đợi tí lấy nước. Đấy, cuộc sống học đại học khốn nạn thế đấy, bạn bè khốn nạn thế đấy. Cho em bí quyết làm môi hồng đi anh. Cái này thì đơn giản, mỗi lần mình tắm xong ấy
thì mình chỉ cần lấy cái khăn mặt này mình tẩy ra chết ở môi thôi. Cứ kỳ như kiểu kỳ nách hay là kỳ háng hay vân vân mây đấy. Xong kỳ môi sẽ được như thế này thôi. Với cả chắc là mình không hút thuốc nữa mọi người ạ. Chào Thanh Huyền nhá. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh 30 tuổi rồi. Anh già rồi. Chú 30 tuổi cháu ạ. Năm nay chú 30 rồi. Đã bảo nhất cái mặt xa là đấy nhất đây. Nhưng mà cái máy nó để ở dưới kiểu nhất mặt xa ra từ mặt quả to như mẹ quả trái đất vậy. Anh uống lắm nước thế. Uống nhiều đái nhiều. Anh Huy nói chuyện buồn cười quá đi. Mắt sưng. Không phải sưng đâu, kiểu nó cận, bị cận nặng quá. Thế thành ra kiểu bị cận nặng quá, thành ra kiểu bây giờ nó kiểu sao nhỉ? Bị cận nặng quá, thành ra mắt bây giờ nó bị dại. Xong bây giờ mình kiểu nhìn nó không tự nhiên đâu. Bỏ ra kiểu mắt đẹp vãi chưởng luôn. Nhưng mà cái đấy phải bí mật. Chỉ cho người yêu xem mắt thật thôi. Lông mày rậm thế. Kể lông mày đấy. Đuổi, lông mày xịn đấy. Lông mày xịn sò từ hồi bé đấy. Mẹ để ra kiểu bị thế này rồi. Nhưng mà người ta cứ hỏi là kẻ lông mày ở đâu đấy. Chịu không ấy, chả có kẻ củng gì cả. Lông mày người ta tự nhiên cơ mà kẻ mù. Anh tha thu. Chỉ là sưng tùm vẽ lên thôi. Quả tha thu buồn cười nhỉ. Học tốt tiếng Anh thì làm sao hả anh? Muốn học tốt tiếng Anh á? Đừng hỏi anh học ngu tiếng Anh lắm, em hỏi nhầm người rồi. Chúng ta kiểu đã kiểu bị nhầm hướng rồi. Đừng lệch sang tiếng Anh mà ghép môn tiếng Anh á. Nhưng mà chả hiểu sao lên đại học ấy, cái môn tiếng Anh là cái môn mình yêu thích nhất. Khó hiểu nhỉ. Mặc dù kiểu mình từ bé kiểu ghét tiếng Anh vãi luôn. Nhưng mà lên đại học thấy yêu tiếng Anh bởi vì mấy cái môn đại cương rất là hãm. Môn đại cương như cái này này. Học chán lắm. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Không phải mặt béo đâu nhá. Giải thích một lần nữa là không phải giọng mặt béo. Giọng anh nghe chua dã man. Uầy, giọng mình mà nghe chua á. Chắc là kiểu nó bị hét lên thì nó bị nghe chua đấy. Còn mà nói kiểu nhẹ nhàng như thế này thì nó không chua tí nào đâu. Hay không? Tha thu. Người chả có tí tha thu đâu cả. Quyết định vào báo chí với anh luôn. Ok, vào đây với anh. Anh đợi em. Nhất định sẽ đợi em. Tình hình là đợi em mấy năm nữa em trên Hà Nội nhé. Đợi luôn. Đợi em nốt. Em béo hơn anh sao ý ạ? Em béo chưa ơi? Bởi vì em để máy ở dưới nên ra nhìn mặt nó sẽ bị to. Còn nếu mà em để máy đây này. Mọi người hiểu không? Kiểu do góc chụp. Chứ không phải là do góc. Cho em avatar xài nhé. Ok. Được luôn. Anh nói nhanh hết cỡ đi. Bây giờ mà anh nói nhanh hết cỡ anh chẳng biết nói kiểu gì cả. Nói nhanh hết cỡ là mọi người sẽ không nghe thấy cái gì đâu. Mình nha, mình thề luôn, mình mà vác nguyên cái quả giọng này mà xuống nói chuyện với ông ngoại trong ngoại vả chết. Bởi vì mình mà nói nhanh ấy, ông sẽ bảo là cháu bây giờ cháu phải nói chậm thôi. Cháu hãy tập cách nói nhẹ nhàng, chậm rãi để cho người nghe có thể hiểu được những gì cháu nói. Nhưng mà ông phải thông cảm bởi vì cái xã hội bây giờ là kiểu nó phát triển đó. Mình mà nó chậm là coi như là mình mất ý, mất lời là người ta sẽ không nghe được mà đứa khác sẽ trách. Anh ơi. Chào em, chào mọi người. Tattoo là gì với anh? Tattoo là kiểu tattoo ấy. Nhưng mà anh Sơn Tùng anh đọc là tattoo. Thế là tự nhiên có cái quả tattoo. Mình vẽ lên thôi. Anh có thể cho em hỏi anh học sử kiểu gì cho dễ không? Đừng hỏi anh bởi vì anh không phải là dân sử, anh là dân khối A. Anh không học một tí thi sử địa đâu. Chỉ có anh thi vào trường báo này bằng môn toán này, văn này. Năng khiếu báo. Mà môn toán là cái môn mà anh điểm cao nhất, anh được 8,5. Môn văn thì được 6 điểm rưỡi thôi. Mình học giỏi toán nhất thôi. Mình thi vào đây ấy, là không phải là mình học khối C đâu. Mà là chẳng qua là mình đi theo cái gọi là cái con đường mà mình thích thôi. Tức là mình muốn làm MC thì mình thi vào thôi. Cả gia đình này, cả gia đình mình thì làm bên viễn thông hết. Có mỗi mình làm bên truyền thông thôi. Nhưng mà đi một mình nó cũng hơi vất vả. Vất vả một tí nhưng mà làm được điều mình thích là coi như là sướng rồi. Bởi vì mình mà làm được cái công việc mình yêu thích là coi như mình đã sống hai lần trên cái cuộc đời này.
trai gym gì mà chả thấy khi nào khoe cơ thế ạ? Không, khoe cơ thì có mấy cái ảnh ở trên Instagram mọi người có thể lên xem, còn trên Facebook này là nơi có kiểu nhiều tai mắt vãi, nhiều chi lợn lắm, kiểu họ hàng nhiều vãi. Thôi, mình cứ cố gắng là mình không khoe thân. Nghe áo kín cổng các đường này, có quạt tay. Bắt to. Bỏ lớp tôi kiểu bây giờ toàn bóc vú ấy. Phú to vậy. Tun có đi dự sinh nhật anh Huy Cung và chủ nhật tới không? À, anh Huy hôm qua có inbox hỏi mình ấy. Anh có rủ mình đi. Nhưng mà mình phải xin lỗi anh bởi vì chủ nhật này mình đi đại lải với gia đình rồi, để chia tay chị mình đi du học. Anh ơi, học báo chí mấy năm ạ? Trường anh học 4 năm em ạ. Còn anh không biết là anh học bao nhiêu năm nữa, nếu mà tùy duyên. Vạn sự tùy duyên. Bạn nghĩ gì về văn hóa thẩm mỹ? Văn hóa thẩm mỹ, tức là cái mình đi thẩm mỹ hay là cái... Tí mình giải quyết xong mọi người hỏi rõ hơn thì mình trả lời. Anh ơi, ba đứa chơi với nhau mà khi hai đứa còn lại nói chuyện với nhau thì em bị ra gì à? Vậy em phải làm như nào đây? Cái điều mà anh muốn, điều cuối cùng mà anh muốn nói với em, trong một mối quan hệ ở đấy, nếu mà người ta không tôn trọng mình nữa thì mình sẽ rời đi. Mình nên rời đi. Mình không bao giờ để cho người ta lựa chọn mình. Mọi người hiểu không? Nếu mà một trong một cái mối quan hệ ở đấy mà người ta xem mình chỉ là một trong những sự lựa chọn ấy, vui thì người ta có mình, đến lúc mà buồn thì người ta... À, đến lúc vui, mình vui thì người ta có mặt, lúc mình buồn người ta không có mặt thì mình nên rời đi. Chào mọi người nhá. Sớm mai tình dây tôi lạc vào hư không, đôi tay níu đây điều gì mà chờ mong. Instagram của mình là Tun Phạm 97, với cả một cái Instagram bán đồng hồ là đồng hồ giá rẻ, viết tắt là Tun Phạm 97 và đồng hồ giá rẻ. Hiểu không? À không phải, không phải mọi người hiểu không? Mọi người có biết không? Anh ở tốt nhá, không sao làm MC dính xì candle đỡ vỡ mồm này. Ừ, ra này kiểu anh phải tu mồm rồi, không kiểu không nói bậy ở trên mạng nữa. Bọn nó hay gọi là cái gì khẩu nghiệp cái gì đấy, vân vân mà mây mây ấy. Nhưng mà mình thấy chửi bậy đồ xấu, chửi bậy là xấu, chửi bậy là không tốt. Không chả ban chứ vậy đó. Anh chưa về hành tinh của anh ạ. Cái đĩa bay của mình ấy, cái lúc mà kiểu mình bị rơi xuống đây là cái đĩa bay nó cũng vỡ tan vỡ nát, xong mấy con mụ đồng nát nó bán đi sắt vụn rồi. Hết cả đĩa bay về nhà rồi. Chả có gì về nhà cả. Bây giờ chỉ có cách là chết đi đầu thai lại ở trên hành tinh thôi. Bố mẹ cũng bỏ mình rồi. Phải ở nhà bố mẹ nuôi ở trái đất này. Nhưng mà được cái gia đình nuôi ở trái đất kiểu rất là tốt với mình. Không phải là tốt đâu mà cảm giác được mình được ở chính ngôi nhà của mình vậy. Gia đình nuôi trời đất. Bài gì đây Tun? Bài này chính là cái bài Ai Chờ Ai. Tức là mình chờ mọi người. Đúng đấy, bài tên là Ai Chờ Ai nhá. Mọi người nhìn rõ không? Đủ, ui ngược. Làm thế nào để trả thù bản thân khi nó cứ chế giễu mình? Chế giễu em tức là như thế nào? Ôi dồi ôi, anh thấy bạn thân chửi nhau chuyện bình thường em ạ. Anh còn trước thì chửi bạn thân là anh là thằng củ lờ, bây giờ con mặt lờ, chả có vấn đề hết. Bọn nó vẫn cười như mấy con chó điên ấy. Chửi nhau là chuyện rất bình thường đối với bạn thân. Mình cũng đang tập không chửi bậy đâu. Rồi, bây giờ chúng mình phải tiết chế. Chúng mình làm con người tử tế đàng hoàng. Nhưng mà nói thế thôi, chứ mình với các bạn mình đi chơi vẫn chửi bậy bình thường. Mình ghét kiểu sống giả tạo lắm, kiểu mấy cái đứa. Ủa bạn đừng chửi bậy em khẩu nghiệp lắm bạn ơi, bạn đừng chửi bậy em khẩu nghiệp nặng lắm bạn ơi. Hãm. Em đang học lớp 11 thì em nên làm gì để tự kiếm tiền tiêu vặt? Em có thể làm cộng tác viên bán đồng hồ của anh. Anh sẽ giúp em kiếm tiền, có tiền và em có thể tự tiêu trên chính đồng tiền của mình. Bị áp lực thì phải làm sao anh? Thầy Bình ấy có nói với mình là khi các con cảm thấy áp lực, các con hít sâu và thở ra 7 lần. Thì khi đấy các con sẽ tĩnh tâm lại và nó sẽ không còn bị cái cảm giác, nó sẽ giúp mình thoải mái hơn, tự tại hơn. Ngon là ăn đi, ăn nhiều à, sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Hoặc là đừng, tuyệt đối khi mà mình buồn ấy, đừng nghe nhạc buồn của mình nha. Mình hay bị cái kiểu mà lúc mình buồn mình nghe nhạc buồn ấy, tâm trạng nó kiểu nó u sầu ảo não lắm. Anh nói chuyện
thanh niên nghiêm túc kiểu MC thời sự này. Xin chào quý vị, hãy đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 30 phút của chương trình ngày hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào cả. Tôi là Phạm Huy và bây giờ là thời gian của Chuyển động 24 giờ. Anh nhố nhăng á? Anh bảo con lợn bạn em đi tắm hộ em cả. Con lợn bạn em tên là gì để anh bảo cho. Bị người yêu bỏ thì làm sao anh? Bị người yêu bỏ thì làm sao? À, em là con gái đúng không? Em bị thằng kia nó bỏ đúng không? Em phải trở nên xinh đẹp và trưởng thành. Anh nói giọng miền Nam mình, ăn nó giống miền Nam mình chung được không ạ? Sao tính anh giống em quá vậy? Khó vậy. Mình không nói đúng giọng được đâu. Lớp mình có một thằng Quảng Ngãi, nó kiểu nó cũng chơi thân mình đấy. Hôm nào nó ngồi cạnh mình, thế mình toàn trêu nó đấy, nó bảo. Mình hỏi nó là cô ở trong đấy chửi bệnh như là. Nó bảo trong mình chung không chửi bấy đâu. Sau suốt ngày nó cứ ngồi nó khoe bánh xèo ấy, mệt hết cả người ấy. Cái tí ấy, mày tao thèm ăn bánh xèo quá. Mày tao thèm ăn bánh xèo quá. Mệt với ông Quốc là ông ở Quảng Ngãi ạ. Ăn crude cách nào anh ạ? Anh nói thật đấy, là mình không thích ai mãi được đâu. Mình chỉ thích một cái thời gian nào đấy thôi, khi mà tình cảm không được đáp lại ấy, thì mình sẽ tìm cách bỏ đi và thích người khác. Còn mình cứ bảo là một là mình sẽ không thích nó nữa, nhưng mà làm sao mình làm thế được, đúng không? Hôm nào anh làm một clip về việc thay đổi kỳ thi trung học phổ thông năm nay đi ạ. Ok. Khi nào nó chốt thì anh làm nhá. Lông mày anh dâm thật. Lông mày anh dâm thôi chứ anh tử tế hiền lành á, ngoài nước nhà. Chào Nguyễn Kiệt nhá. Anh ngừng cười là không như chết mất. Cảm ơn em. Tao anh tôi xấu quá. Anh đang nuôi tóc cho nó dài ra mà. Anh không đi chơi Trung Thu à? Hôm qua anh đi chơi rồi. Với cả nếu mà chắc là bạn anh nếu mà mai nó rủ nhau đi chơi thì cả hội đi chơi. Ơ thế mọi người không đi chơi Trung Thu à? Mọi người xem này làm gì? Anh Tun đi Đại Lải hôm nào và đấy đây cả. Anh đi chủ nhật đấy, chủ nhật anh đi. Làm thế nào để luyện giọng ạ? À? Cái này thì mình không chia sẻ được với mọi người đâu, bởi vì cái giọng này là giọng bản chất của mình rồi. Mình nói như kiểu nó từ cái nội lực ở bên trong nó kiểu nó tuôn ra ngoài, chứ không phải là mình giọng mình ấy. Bao giờ cái mũi chảy sao lúc nào mình kiểu hơi khó thở một chút, nên là cái giọng của mình nó hơi kiểu nó bị trầm trầm ấy. Anh Tuân thích miền nào, gái miền Nam hay gái miền Bắc hơn ạ? Anh nghĩ là hai cái giá trị đấy nó mình không thể đem ra so sánh được. Mỗi cái nó một cái nét riêng biệt, mỗi cái nó có đặc trưng riêng, mỗi cái nó có một lối đi riêng, nên là có mỗi cái mình lại thích một kiểu. Nói chung là cái gì mình cũng thích. Anh Tuân ơi, chị ồn Tuân nghe thấy lên tiếng comment lần thứ 3 rồi. Chào Châu Đất nhá. Anh nói dối 30 tuổi vẫn đang là sinh viên. Cô bị phát hiện à? Ngại ghê. Anh Tuân hết sâu răng chưa? Anh hết rồi. À. Anh cái răng này anh đi bọc sứ rồi. À anh hết cả cơ răng rồi. Anh đi bọc sứ rồi em ạ. Tuân đi về rồi. Chị anh đi du học ở đâu vậy anh? Chị anh đi học thạc sĩ ở bên Tây Ban Nha. Anh có hay đi phượt không? Anh không hay đi phượt mà anh chỉ đi với gia đình thôi. Bạn bè thì anh chưa đi phượt lần nào cả. Dạo này chị bầu quán ăn hiếp anh không ạ? Dạo này kiểu chị em chắc là sống tình cảm hơn, nhiều nhìn nhau hơn rồi, bởi vì tuần sau xa chị rồi, tuần sau chị đi du học rồi. Bây giờ thì chị bầu đang ở trong miền Nam chơi. Chơi đến thứ 5 thì chị bầu về. Anh ơi anh có thích gái Tây không ạ? Anh không thích, bởi vì anh không biết tiếng Anh. Anh không giao tiếp với người ta, anh bị cái rào cản ngôn ngữ nên anh không thích người ta. Thế thôi, đơn giản, phải. Năm nay thi nhì nhằng quá em không hiểu được như thế nào luôn, đau đầu quá anh ạ. Em biết học gì? Em không biết học gì. Em cứ học đầy đủ. Em cứ học đủ 5 môn, toán, văn, Anh. Với cả thêm 2 môn mà em đăng ký thi, ví dụ em thi của A thì em học thêm lý hóa. Nói chung là em cứ học chính 3 môn mà em thi thôi. Chắc là nó nhiều. Anh có người yêu chưa? Chưa có người yêu, bây giờ kiểu vấn đề. Tip người yêu của anh là gì?
Thật ra thì nó cũng không có một cái quy chuẩn nào đấy gọi là theo một quy chuẩn nào đấy, mà mình chỉ nhìn thấy ai mình thích hoặc cư xử khiến mình hài lòng, cảm thấy mình thấy yêu thì mình yêu thôi. Chứ làm gì có quy chuẩn gọi là người yêu. Nếu mà quy chuẩn có người yêu rồi ấy thì đấy gọi là điều kiện để yêu, chứ không phải gọi là yêu để làm gì cả. Nói tên Thúy Anh ạ. Thúy Anh ơi đi tắm đi Thúy Anh ơi. Cậu tắm trắng à mà da trắng thế? Không, da tự nhiên thế này rồi. Tắm trắng mà để bị chết à? Có nghề nào không cần học Anh văn được không ạ? Khối A em có thể học bên kinh tế. Nói thật đấy, là nghề nào bây giờ thì em phải học văn và tiếng Anh hết. Học văn để mà làm người, học tiếng Anh để mà ngoại giao. Mình nói được bao nhiêu phút rồi mà? Nhà anh có nuôi mèo không? Nhà anh thì không nuôi mèo nhưng mà hàng xóm nhà anh có nuôi mèo. Chào mọi người nhá. À, chào Hoàng Subin. Có ai ở ngoài đời khen anh trắng chưa? Hầu như là những người nào gặp anh thì đều khen anh trắng hết. Mọi người muốn nghe bài gì mình sẽ bật. Tự nhiên kiểu bật buồn kiểu nó buồn theo vãi đái. Bài ca tuổi trẻ nhá. Chào Nguyễn Trọng nhá. Chào Quyên Lưu. Anh có người yêu chưa anh ơi? Anh chưa có. Sao biết đơn phương ạ? Làm sao để biết người ta đơn phương mình á? Nói thật ấy, là mình thấy cái kiểu mà ai thích mình ấy hay ai có ý với mình đều biết. Nhưng mà chẳng qua là đấy là trường hợp mà mình và người ta có tiếp xúc với nhau hàng ngày thì mình mới biết được. Còn nếu mà một người thích mình ví dụ mà qua mạng chẳng hạn hay là qua cái đâu đấy chẳng hạn thì mình làm sao mà mình biết được. Nhiều lúc ấy cái like nó cũng không thể hiện được là thích người ta hay không đâu, bởi vì ví dụ như của mình chẳng hạn thì mình rất hay đi like dạo. Xong rồi có mấy người inbox hỏi mình chứ. Cậu like thật hay like đùa đấy? Khổ á. Bài này hay đấy, hay không? Hay vãi. Ước gì được gặp anh một lần. Nếu mà kiểu mình mà kiểu ở Hà Nội ấy, mình học chung trường hay là mình có duyên thì mình sẽ gặp thôi em. Trên này cũng là coi như là mình gặp nhau còn gì nữa. Bài này là bài ca tuổi trẻ em ạ. Hay không? Hay vết. Tun bù cho em 2 phần trắng ra. Đây cho em này, em lấy được phần nào em lấy em cho hết. Anh chia sẻ cho mọi người này, mọi người lấy thích lấy gì mọi người lấy. Hello anh có thích vẽ tattoo không ạ? Anh có, anh thề anh hay vẽ kiểu trên lớp vực. Nhưng mà chắc là xóa hết ảnh rồi. Thì toàn kiểu hay vẽ tay. Người anh đơn phương cũng thích anh thì sao? Nếu mà người anh đơn phương ấy cũng thích anh ấy thì đấy là một cái gọi là nghiệp duyên đấy. Tức là hai người thích nhau không đến được với nhau em ạ. Chẳng có gì vui vẻ cả. Nhưng mình kiểu mình là con người ấy. Mình thích ai nhưng mình chẳng bao giờ dám nói ra đâu. Thật sự ấy, mình không đủ. Mình cảm thấy mình đéo mạnh mẽ đi nào cả. Nhưng mà không, cũng thệ kệ biết làm nào ấy rồi. Ông trời sinh ra mình cái tính cách đấy rồi thì mình cũng chịu. Nhưng mà mình nhiều lúc kiểu mình kiểu cảm thấy không có người yêu ấy. Nó rất là kiểu nó buồn chán, nó tẻ nhạt. Nhưng mà đến cái lúc mà kiểu có người nào đấy kiểu người ta kiểu hay thỉnh thoảng hay quan tâm mình hay là hỏi han mình thì mình cảm thấy nó không có người yêu ấy. Nó rất là kiểu nó cảm thấy nó kiểu bị làm phiền. Thật sự đấy. Anh nghĩ gì về quy chế thi mới? Thật sự là anh không bao giờ anh ủng hộ cái việc mà thi trắc nghiệm toán cả. Bởi vì anh thấy có rất là nhiều người người ta làm tự luận rất là giỏi. Có nhiều người người ta làm trắc nghiệm rất là giỏi. Đâm ra là kiểu thi trắc nghiệm thì nó sẽ đánh giá được một phần rất là nhỏ. Còn thi tự luận ý thì nó đánh giá được hầu như là hết tất cả những cái giá trị mà em có trên cuộc đời. Ví dụ như kiểu em trình bày tốt này. Em một con người tuy dư giỏi này. Em là một con người không chép bài của ai này. Bởi vì khi mà mình đã biết rồi, đấy là ý của mình. Còn nếu mà mình đi ăn cướp thì người ta sẽ phát hiện ra ngay. Còn nếu mà cái bài trắc nghiệm ấy, em nhìn vào một phát, em có biết được người ta chép bài của ai không? Không bao giờ biết được. Tập gym bao nhiêu lâu rồi? Mình tập được bao nhiêu lâu nhỉ? Mình tập được cũng tầm khoảng gần một năm rồi. Nhát gan là giống em. Bị cái bệnh nhát.
cái gì cũng tự tin nhưng mà nhất giác gan. Nhưng mà nhiều người ấy, người ta cứ nghĩ là mình kiểu tự tin, nhưng mà thật sự là mình không tự tin. Anh bà mình sợ rất là cảm giác đứng trước nơi nào mà quá là đông người. Bởi vì trong mình cái lúc trước ấy, mình tự thấy mình nhận xét mình là một con người rất là xấu. Cái đợt bé nên là kiểu nó cũng kiểu cái đợt đấy hay tủi thân lắm, đi mua quần áo các thứ thì chả bao giờ mua được cái gì cả. Xong rồi hay bị chê nhiều, đâm là trong người bây giờ mặc dù thay đổi gần như hoàn toàn nhưng mà nó vẫn một cái gì đấy nó gọi là cái mặc cảm ở trong bản thân mà mình vẫn kiểu chưa giải thoát nó ra được. Đâm là khi đứng trước nhiều người mà có ánh mắt nhìn mình ấy, cảm giác kiểu mình chỉ muốn che mặt đi thôi chứ không phải là mình vui vẻ được đâu. Mình chỉ vui vẻ và tự nhiên trước mặt những người mà mình yêu quý và những cái người mà làm người ta làm mình thoải mái. Hôm nay trò chuyện một tiếng rồi, tạm biệt mọi người nhá. Khi nào gặp lại nhá. Bye bye. Chào nhau cái đi rồi đi ngủ nào. Chào mọi người nhá, mọi người chúc mọi người ngủ ngon. Anh cung gì vậy anh Tuân? Anh cung bọ cạp. Chào Hùng Mạnh nhá. Chào mọi người nhá, mọi người chúc tôi ngủ ngon phát. Bye. Tạm biệt. Này, tạm biệt thật sự. Kính chào đấy. Đây, khoe ngực đây. Vú to vãi. Bỏ lớp kiểu bây giờ toàn bóp vú mình. Bọn khốn á. Mấy con dâm dê, mấy thằng dâm dê bóp vú mình. Ua, nhìn quả vú mình nó ra bóp sấn sổ. Khốn nạn vãi. Thôi chào.